lại xào cơm chiên này kia, rồi đi tiếu Xiêm Riệp, rồi Sinh Tố chiều tối ngày 27/3 đường. Nhưng mà ở khu vực này quý vị nhìn thấy là nó không có nhiều món giống như ở Việt Nam, là ví dụ như món phở buổi tối này kia không có, và phở không có, thì buổi tối là chỉ ăn mấy cái món mà họ chiên, gà họ chiên, hủ tiếu này kia thì có. Mà ở đây thì quý vị thấy khi mà chúng ta tới đây, ngoài những các món mà họ bán ở ngoài đường như vậy rồi, thì khi mà chúng ta ở khu vực khách sạn của mình á, bên ngoài khách sạn á, tại vì khách sạn của mình là bên trái nó có một cái cây xăng, cây xăng nó cũng có một cái siêu thị mini mart đó, chúng ta ra đó chúng ta mua mì của này kia, quý vị chúng ta cảm thấy mệt quá chúng ta không muốn đi đâu, lấy sức để ngày mai đi đền, để ngày mai chúng ta đi chợ đêm này kia thì chúng ta nghỉ sớm, cảm thấy đói bụng thì chúng ta ra ngoài chúng ta mua. Như vậy là tinh thần của mình là chúng ta sẽ ăn xong đưa cô chú 19 thành viên đi xem chương trình nụ cười của Angkor, rồi còn lại 20 thành viên xe sẽ đưa về khách sạn nhận phòng, và xe sẽ quay lại đưa cô chú anh chị nào mà xem nụ cười Angkor khoảng 8:30 chúng ta xong thì chúng ta sẽ về khách sạn nhận phòng sau, và nhận phòng sau rồi cả nhà ơi, chúng ta cũng cần tới nhà hàng Summer Hip rồi. Tối nay là chúng ta sẽ có những các món đặc trưng như là món phở hốc thứ nhất, thứ hai là à móc. À móc là cái món mà được nấu trong một cái trái dừa xiêm, kiểu như cà ri gì đó, mà làm bằng thịt cá hoặc là thịt heo hoặc là thịt gà, và mà nấu trong cái dừa xiêm quý vị nha, dừa xiêm. Đó là cái hai món đặc trưng ở trong cái nhà hàng Sông Bò Thiếp đây. Nhưng mà ngon nhất là mắm và hốc chiên dầu. Mắm và hốc chiên dầu. Chị ra đó. Bằng cá thôi à, thịt cá. Đậu ở trên đường đó. Như vậy là ở trước nhà thì nó không còn giữ được cái lề đường để cho người đi bộ. Mà chúng ta đi bộ thì chúng ta phải đi ngược chiều nha. Ngược chiều, đừng có đi thuận chiều. Ví dụ chúng ta đi bên tay phải, đi bộ qua đi chạy xe bên tay phải nha. Mà đi bộ chúng ta sẽ đi bên tay trái để nhìn thấy xe nó chạy ngược chiều với mình đó. Còn mình đi thuận chiều, xe ở phía sau lưng mình tới, mình đâu có nhìn thấy, đúng không? Tại vì không có lề đường đi bộ, chúng ta phải đi ngược chiều. Ở đây nhà của họ ha, ví dụ họ mua nhà này, đất ở phía trước nhà đó, lề đường đó là của họ. Nếu mà xe họ không đậu á thì họ để cái biển cấm, để cái biển cấm chỉ riêng cho xe họ đậu. Rồi chúng ta tới nhà hàng xong một phía rồi, bên tay trái của mình là sông Xiêm Riệp. Sông Xiêm Riệp để được. Rồi chào mừng cả nhà đến với nhà hàng Summer Hip. Rồi xin chúc cả nhà chúng ta có bữa cơm đầu tiên tại Xiêm Riệp thật là ngon miệng quý vị nha. Dạ. Chưa được rồi. Dạ. Đó, món đặc sản Campuchia, lạp xưởng, mắm bù hốc, ăn với ốc cải, cà pháo, đậu đũa, chả cá, xào. Wow, trứng chiên. Rồi, ok, mời quý vị nha. Thank you, hãy có mình đây các bạn ở Xiêm Riệp tối ngày 27/3/2018 cái gì.